Ở đường cô nào đẹp gái nhất? Cô Nga. Trời, trong mắt em cô Nga luôn là đẹp gái nhất đúng không cô? Cô Nga luôn là đẹp gái nhất đúng không cô? Cô Nga không có vú. Cô Nga không có vú. Cô Nga không có vú. Hot girl lớp em là đứa nào? Tên điện. Hot girl lớp em là chắc là chú Tiên. Tiên đủ tên đẹp gái nhất lớp hả? Hay là nhất trường? À, nhất nhất tỉnh luôn ạ. À. Nhất trường từ dưới. Nhất tỉnh luôn. Nhất tỉnh từ dưới. Con nào hấp dẫn dưới? Đúng là bông hồng. Bông hồng đẹp gái nhất đúng không? Dạ, dưới băng hồng. Ok, đấy không? Bình thường quá là bình thường luôn. Rồi em Hồng là em nào rồi, để mai ta lên ta tìm em Hồng sau. Ok, nha. Dân cô ở lớp 7A. Ai? Dân cô ở lớp 7A. Dân cô ở lớp 7A. Đồ, dân cô ở lớp 7A rồi, không biết con Giang là con nào. À... Chị Tiểu Quyền. Ai? Quyền lớp 9B. Tên gì Quyền, cái gì? Quyền hả? Quyền hả? Quyền lớp 9B hả? Rồi, mai ta tìm con Quyền. Nhân nữa. Mẹ, ta hỏi con nào nhất thôi chứ hai đứa bằng nhau à? Hai đứa bằng nhau rồi. À... Con Quyền. Quyền địt mẹ cho hai phiếu cho Quyền nhở? Quyền đẹp gái nhất rồi này. Quyền à, Quyền khác, Quyền khác. Con heo ấy. Nói lại, con Hạnh sao? Con Hạnh lớp 7A. Chà My. Chà My lớp 7A. À... Con Quyền. Ở đường cô nào đẹp gái nhất? Cô Nga. Trời, trong mắt em cô Nga luôn là đẹp gái nhất đúng không cô? Vỗ tay. Cô Nga vú bự không? Cô Nga không có vú. Cô Nga không có vú. Đúng là con trai của ta. À đúng là cô Loan. Cô Loan đẹp gái nhất phải không? Cô Loan có vú không? Cô Loan vú bự không? À, Dương. Mày. Cô nghe. Theo danh. Cô nghe đẹp gái nhất nha. Cô nghe, cô vú bự không? À, cũng không có vú. Con gà không có vú. Ok. Rồi ai đi chơi à, quên ai vú bự nhất? Ai vú bự nhất? Trà My lớp 7A. Chờ chưa? Chưa. Chờ. Mày nếu như mà Trà My cho chờ mày chờ. Không. Không dám sờ. Vậy nếu như cho sờ có sờ không? Không dám luôn. Fucking wild shit. Sờ, được sờ vú chưa? Chưa. Nếu mà cho sờ có sờ không? Không dám. Đéo tin.